ngày 16 tháng 2, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã có thông báo chính thức về việc ký kết hợp đồng với Phù Thủy Trắng, huấn luyện viên Trossier cùng mức lương 60.000 đô mỗi tháng, thời hạn hợp đồng từ ngày 1 tháng 3 năm 2023 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026. Với bản hợp đồng kéo dài hơn 3 năm đã giúp ông Philippe Trossier trở thành chiến lược gia có bản hợp đồng kéo dài nhất lịch sử các nhà cầm quân của tuyển Việt Nam. Trong 2 năm đầu tiên, thầy Park hưởng mức lương hơn 20.000 đô mỗi tháng, khoảng 500 triệu đồng, sau đó mức lương được tăng lên khoảng 50.000 đô mỗi tháng, khoảng 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, tân huấn luyện viên Philippe Trossier được cho là nhận về khoản tiền lương khoảng 60.000 đô mỗi tháng, tương đương 1,4 tỷ đồng, trở thành huấn luyện viên hưởng lương cao nhất, điều chưa từng có trong tiền lệ. Nhưng đi kèm mức lương hậu hĩnh là trách nhiệm vô cùng to lớn, huấn luyện viên Trossier hiểu rõ những mục tiêu đang đợi mình ở phía trước, đặc biệt là tấm vé dự World Cup 2026. Như vậy, Phù Thủy Trắng tuy mới ngồi ghế nóng nhưng vừa qua huấn luyện viên Park Hang-seo về ba mặt, lớn tuổi nhất, lương cao nhất và thời hạn hợp đồng dài nhất. Dự kiến lễ công bố tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 quốc gia sẽ được Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức trong thời gian trước khi kết thúc tháng 2 năm 2023. Nhiệm vụ đầu tiên của tân huấn luyện viên trưởng sẽ là xây dựng lực lượng và kế hoạch hoạt động của đội tuyển U23 quốc gia, dự kiến sẽ tập trung vào đầu tháng 3 tới nhằm chuẩn bị cho SEA Games 32 do Campuchia đăng cai tổ chức vào tháng 5 năm 2023. Ông Philippe Trossier sinh năm 1955, 67 tuổi, từng dẫn dắt các đội tuyển bờ biển Nga, Burkina Faso, Nigeria, Nam Phi, Nhật Bản, Qatar, Morocco. Ông từng giúp Nam Phi dự World Cup 1998, đưa Nhật Bản vào vòng 16 đội World Cup 2002. Việt Nam là đội tuyển quốc gia thứ 8 mà ông cầm quân trong sự nghiệp. Mục tiêu lớn nhất của ông Trossier với bóng đá Việt Nam trong 4 năm tới là phấn đấu giành quyền dự vòng loại thứ 3, cạnh tranh vé dự World Cup 2026.